Em đừng có đùa dài, đừng có dọa tôi nữa. Đang sợ hết hồn. Tôi đảm bảo kẻ hết hồn ở đây là con rắn chứ không phải là anh. Rắn nó không phải là loài dễ cắn người đâu. Trừ khi anh xâm phạm vào lãnh thổ của nó cảm thấy bị đe dọa thì nó mới tấn công anh thôi. Tất cả là lỗi của em ấy. Em làm cho tôi bực mình nên tôi mới đá vào đấy. Biết đâu trong đấy nó có rắn. Vậy tôi bắt đền em đấy. Đền đi. Này, tôi cũng giống con rắn ấy đấy. Nếu như anh cứ nhảy bổ vào lãnh thổ của tôi ấy, thì biết đâu tôi cũng sẽ cắn cho anh một phát. Nhưng tôi khác nó là tôi có độc. Thì em cắn đi, cắn đi này. Tôi mạnh dạn để cho em cắn đi. Chết dưới tay em tôi cũng cam lòng đấy. Cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Kiên đã nộp đơn xin nghỉ việc. Con cũng có nghe anh ấy nói qua. Mẹ hy vọng con với nó đã dứt là dứt hẳn. Bởi vì Kiên có thể đang là một nhân tố rủi ro của Cao Dược. À sao ạ? Ý của mẹ là gián điệp á? Khi nào anh rời khỏi Cao Dược, tôi và anh đường ai nấy đi. Anh sẽ đi con đường của em. Con đường anh đi có tôi kết thúc rồi. Và sự kết thúc này được sự ủng hộ của cả gia đình tôi. Ông tôi, mẹ tôi và em gái tôi. Cho nên tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu.